Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế nội thất Kaka xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn sản phẩm tấm ốp nhựa PVC mã Kaka 015. Trên đây minh trang là sản phẩm tấm ốp tường nhựa PVC màu trắng mã Kaka 015 với kích thước dài 2m9, rộng 40cm và dày là 9mm. Tấm được cấu tạo từ nhựa PVC và cục đá nên có thể chống ẩm mốc, bụi mọt và chống cháy. Được thiết kế với tiêu chuẩn châu Âu với các hình chữ nhật xen kẽ nhau, giúp tăng độ chịu lực của tấm lên đến 500 cân trên 1m2 và có thể cách âm lên đến 70dB. Ngoài ra tấm còn được trang bị hàn khít hai bên, giúp cho việc thi công rất là dễ dàng, giúp giảm thời gian hoàn thiện thi công công trình cũng như tăng độ thẩm mỹ cho công trình nhà bạn. Lớp phim được sản xuất với công nghệ in hiện đại, cho ra màu trắng 100%. Lớp phim được gắn trên bề mặt tấm với công nghệ ép nhiệt trên 350 độ C, vô cùng chắc chắn. Ngoài ra tấm còn được trang bị một lớp màng mỏng chống tia UV, được phủ lên trên bề mặt phim có tác dụng như một lớp chống xước và có thể ngăn bụi bẩn bám ở trên bề mặt tấm trong quá trình sử dụng. Với màu sắc chủ đạo là màu trắng, màu của sự tinh khiết sạch sẽ, màu trắng sáng và tạo cảm giác mở rộng, cởi mở, mát mẻ. Màu trắng tạo cảm giác tinh tế, sang trọng và có thể kết hợp với nhiều màu sắc khác. Rất thích hợp sử dụng cho các khu vực nội thất như phòng trưng bày, nhà hàng, shop bán hàng, phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, hành lang, hiên nhà. Hiện nay ngoài việc cung cấp vật tư thi công ra thì EDM cũng cung cấp dịch vụ thi công chọn gói cho những khách hàng có nhu cầu. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như nghe tư vấn về thiết kế, thi công hay là về phong thủy trong nội thất, quý khách có thể truy cập vào website của công ty chúng tôi là takadeco.com hoặc liên hệ theo hotline là 0971205057 và Facebook là tấm ốp Takadeco. Nội thất Kaka mang tinh hoa đến mọi công trình.